Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong chương trình. Tin buồn, khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc có tuổi đời 2.000 năm cực kỳ nổi tiếng đã bị nhấn chìm trong biển lũ ngay trong tháng 8 vừa qua, khiến chính quyền ông Tập Cận Bình vô cùng bức ruột. Nhưng không thể làm gì được trước sự trừng phạt của đất và của trời. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc bắn vào thiên nhiên một viên đạn nên bây giờ đã nhận lại bằng một quả bom nguyên tử. Mẹ thiên nhiên đang nổi giận để trừng trị Trung Quốc thay cho thế giới, bởi vì chính quyền của ông Tập trong thời gian vừa qua đã gây ra rất nhiều tội ác và sai trái cho nhân loại. Thưa quý vị, nếu như ai đã từng một lần đặt chân tới khu du lịch mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn, nằm trên một nhánh sông Dương Tử, cách con đập Tam Hiệp khoảng 10 km, hẳn quý vị đều sững sờ trước vẻ đẹp hùng vĩ và bất tận của nó. Nơi đây đã tồn tại được hơn 2.000 năm, là một trong những kỳ quan nổi tiếng và tự hào bao đời của Trung Quốc. Tuy nhiên, hôm qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình buộc phải thông báo một tin cực buồn cho truyền thông của nước này biết rằng toàn bộ khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn nói trên đang bị chìm trong biển nước khi chính phủ của phía Bắc Kinh quyết định cho mở hai cửa xả của con đập Tam Hiệp. Điều này đã được chính quyền của ông Tập dự báo trước là sẽ có lũ quét. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại không ngờ được rằng mưa to, gió lớn, động đất, lũ lụt, lũ quét, sạt lở làm cho khu du lịch nổi tiếng kể trên chịu ảnh hưởng nặng nề đến như vậy. Dự báo phải mất nhiều năm sau cũng không thể nào khôi phục được hiện trạng của khu du lịch này. Điều này đã gây ra thiệt hại không hề nhỏ cho hơn 100 triệu người dân đang sinh sống ở đây và gây thiệt hại nặng nề tới nền kinh tế của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới cho biết, lũ lụt ở Trung Quốc gần một tháng vừa qua đã làm cho nhiều người thương vong và mất tích sau những chần chừ và im lặng khó hiểu của chính phủ Trung Quốc. Thì ngày hôm qua, người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, cuối cùng cũng đã lên sóng truyền hình Trung ương Trung Quốc để kêu gọi toàn dân phòng chống lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất. Bởi vì Trung tâm Dự báo và Phòng chống thiên tai của Trung Quốc ra thông báo khẩn cấp rằng trong những ngày tới, Trung Quốc tiếp tục gánh những hậu quả khôn lường đến từ thiên nhiên. Trước tình hình cấp bách kể trên, người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập đã cho lực lượng quân đội của nước này tham gia phòng chống thiên tai cùng những người dân. Lực lượng cứu hộ của Trung Quốc cũng đã được trang bị máy phát hiện sự sống, chó nghiệp vụ đã được cử đến điều tra từng nhà để giải cứu người dân. Trong khi những cơn mưa nặng hạt vẫn không ngừng trút xuống Trung Quốc, trước đó, Đài Phát thanh Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cảnh báo rằng mưa lớn và lũ quét sẽ xuất hiện ở các tỉnh như Chiết Giang, An Huy, Hồ Bắc, Quảng Châu, Quảng Đông, Thượng Hải, Phúc Kiến, Trùng Khánh, Phượng Hoàng Cổ Trấn, Hồ Nam, Giang Tây, Vân Nam, Tứ Xuyên và Sơn Đông trong một vài ngày tới, biến các khu vực này thành rốn lũ và đe dọa đến địa chất ở những khu này trở nên trầm trọng hơn. Nhiều khả năng sẽ xảy ra sạt lở, lũ quét, động đất và sóng thần. Người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi toàn quốc hãy nỗ lực toàn diện để ngăn chặn thảm họa trên, tăng cường công tác cứu trợ cứu nạn, ưu tiên đảm bảo tính mạng và an toàn của người dân. Theo Tân Hoa Xã cho biết, khu du lịch nổi tiếng 2.000 năm mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn của Trung Quốc đứng trước nguy cơ bị xóa sổ nếu như trong một vài ngày tới lượng mưa to không chấm dứt, và tính tới thời điểm hiện tại đã có hơn 100 người đã tử vong và rất nhiều người bị mất tích. Hàng ngàn ngôi nhà, xe hơi bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, hàng ngàn doanh nghiệp và các tập đoàn phải đóng cửa. Các trường hợp tử vong chủ yếu là do mưa to, lũ quét, sạt lở đất, đá trên bất ngờ từ trên núi tràn xuống và khiến cho mực nước tại các con sông dâng lên rất cao và đột ngột, lên tới 10 m, có nơi lên tới 15 m so với mực nước biển. Mọi thứ đều trở nên mất kiểm soát. Được biết, lực lượng cứu hộ vẫn ngày đêm 24/24 giờ để tìm kiếm tại những ngôi làng bị lũ lụt và xung quanh khu vực có người bị mất tích. Phạm vi tìm kiếm lên tới 50 km về phía hạ lưu. Nhiều hình ảnh video trên mạng xã hội đã truyền tải và ghi lại những hình ảnh từ trên cao cho thấy tình hình lũ lụt nghiêm trọng. Nó cuốn trôi hàng triệu xe hơi và nhà cửa của người Trung Quốc, 5 cây cầu bị đánh sập, hệ thống lưới điện quốc gia bị đứt mạch, giao thông bị nhấn chìm, người bị cô lập, và tất cả những điều trên đang làm cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, đang ăn không ngon ngủ không yên. Nhiều ý kiến cho rằng chính quyền của ông ta giờ chỉ biết cầu nguyện để cho một phép màu giải cứu tình thế cấp bách nêu trên của phía Trung Quốc, bởi vì Bắc Kinh đang bị lực bất tòng tâm, còn các nước trên thế giới thì không một nước nào ủng hộ hay ra tay giúp đỡ phía Trung Quốc, bởi vì nếu như giúp đỡ họ, họ lại quay sang cắn lại thì sao? Nếu đây là một điều mà không ai trên thế giới ra tay giúp đỡ Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất mới,
và rất nhiều người quan tâm đến lũ lụt của Trung Quốc, đó là liên quan tới khu du lịch Phượng Hoàng Cổ Trấn nổi tiếng có niên đại hơn 2.000 năm trước Công Nguyên. Tờ báo South China Morning Post của Trung Quốc đưa tin nước lũ đã và đang nhấn chìm Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng khắp trên thế giới. Tờ báo của phía Trung Quốc cho biết Phượng Hoàng Cổ Trấn nằm trên một nhánh sông Trường Giang là địa điểm mới nhất bị ngập lụt khi lũ lụt tàn phá miền Nam Trung Quốc vài tuần qua. Các video và hình ảnh được người dân của Phượng Hoàng Cổ Trấn, một thị trấn hơn 2.000 năm tuổi trên một nhánh sông Trường Giang của tỉnh Hồ Nam Trung Quốc cho thấy dòng nước lũ cuồn cuộn đang chảy qua những con phố trong thị trấn. Có những khu vực nước ngập lên tận nóc nhà khiến ít nhất hàng nghìn người bị mắc kẹt, và những khu vực hiện đại hơn của thị trấn, xe cộ và những người đi bộ vật lộn di chuyển qua những dòng nước lũ đục ngầu. Phượng Hoàng Cổ Trấn có niên đại từ thời Xuân Khu Chiến Quốc năm 770 và 476 trước Công Nguyên, là địa điểm du lịch nổi tiếng và được Tổ chức Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hợp Quốc, gọi tắt UNESCO, công nhận. Phượng Hoàng Cổ Trấn là di sản văn hóa thế giới năm 2008. Thị trấn này nằm trên thượng nguồn con đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới. Từ đầu tháng, hơn 10 triệu người ở 26 tỉnh của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, với nhiều thành phố ở thượng và hạ nguồn con đập Tam Hiệp chìm trong nước lũ. Theo cơ quan khí tượng của Trung Quốc, CMA cho biết mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới. Nếu không cẩn thận, Phượng Hoàng Cổ Trấn sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của Trung Quốc, và nhiều người lo ngại rằng khu du lịch này sẽ bị nhấn chìm trong nước lũ nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không đưa ra những quyết đoán. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam cho biết, toàn bộ lưu vực sông Dương Tử hứng chịu liên tục mưa như chút nước trong những ngày vừa qua, trong khi lưu vực sông Hoàng Hà cũng đã bước vào mùa mưa lũ. Đập Tiểu Lãng, một trong những con đập lớn thứ hai trên thế giới nằm ở thượng nguồn sông Hoàng Hà, cũng bắt đầu xả lũ, gây ra tốc độ ngập lụt nghiêm trọng cho 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc. Mực nước của trạm thủy văn ở thành phố Lãng Khê trên thượng nguồn sông Tiền Đường đã đạt mức cảnh báo 28m so với mực nước biển vào tối ngày hôm qua. Các nhà chức trách đã thông báo rằng lũ lụt đã bắt đầu xảy ra trên sông Tiền Đường và tình trạng khẩn cấp là cấp 4 được thông báo về sông Hoàng Hà. Tân Hoa Xã cũng đưa tin, sau khi con đập Tam Hiệp xả lũ với tốc độ 34.700 mét khối trên giây, vấn đề lũ lụt đã trở nên trầm trọng hơn bao giờ hết đối với tất cả các thành phố ở phía Trung Quốc. Thành phố Nghi Xuân thuộc tỉnh Hồ Bắc chỉ nằm cách con đập khoảng 40 km đã bị ngập sâu, khiến nhiều người dân đổ lỗi cho đập Tam Hiệp xả lũ. Cục Tài nguyên nước của thành phố Chiết Giang cũng đã chỉ ra rằng 20 hồ chứa lớn và nhỏ ở tỉnh Chiết Giang đã vượt mức báo động. Toàn bộ thuyền bè phục vụ cho du khách tham quan thường ngày đều được di chuyển ra nơi khác, và cho rằng Phượng Hoàng Cổ Trấn đang bị nhấn chìm từng ngày, từng phút và từng giây. Nếu như lượng mưa ở khu vực này trong những ngày tới không thuyên giảm, thì khả năng cao nó bị xóa sổ ra khỏi bản đồ của Trung Quốc. Đây là một trong những tin cực buồn cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Và hiện các cơ quan đầu não của chính quyền ông ta ở thủ đô Bắc Kinh vô cùng sốt ruột. Họ đang điều động rất nhiều lực lượng quân đội và các ban ngành để cùng người dân chống lại lũ lụt ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Kính thưa quý vị, có một cái tin rất nóng mà chúng tôi mới nhận được từ chiến sự Nga-Ukraine, đó là Kiev và Moscow có thể sắp được thỏa thuận. Một thành viên của đoàn đàm phán Leonid Slutsky cho biết ông tin rằng tiến bộ đáng kể mà ông quan sát được trong cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev có thể giúp hai bên sớm đi đến một thỏa thuận. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm vừa qua, ông Slutsky, chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc hội quốc tế Duma quốc gia Nga cho biết, nếu so sánh lập trường của cả hai phái đoàn tại cuộc hội đàm từ đầu đến ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy rằng những tiến bộ đáng kể. Tôi rất vui khi nói rằng theo kỳ vọng của cá nhân tôi, với tiến độ này thì trong vài ngày tới hai phái đoàn có thể xây dựng được quan điểm chung và ký kết các văn bản. Bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.